Donna E. Holman. Rogan. Almas. Donna E. Almas. Alo, và chúng ta cùng đến với trận thi đấu chung kết của Thái Bình trong xê đấu thứ 3 thôi. Cả 3 xê đấu trôi qua chưa có một mùi vị, một chiến thắng nào. Và đây là Phonesian đến từ nụ hồng mong manh. Người đội trưởng mong manh, một team mong manh. Đây là AC, có 2 AC trong trận này. Và Truy Mạnh là người cầm IA, 2 AC, 1 Phô, 1 IA. Thế liệu có được đẩy được về với chung kết không? Chung kết có xê đấu hay không? Bên kia có Greg, có Maxe, có Summer và có AC. Nhưng phong độ của Yugi Club trong thời gian gần đây vẫn đang cao. Việc ăn được Yugi Club bây giờ cũng mệt. Những Phương Tú, những Xi Măng, đội trưởng Yugi. Và kẹp theo một chip đẹp dài khát máu. Hitty sẵn sàng trong cánh dâng lờ ra. Đánh chém. Để cho đầu cánh Baby đánh cung. Đó là chuyện mà chip đẹp dài vẫn thường làm. Đây là màn hình máy của em thủ màu 2 cầm AC. Thế Truy Mệnh thôi. Chúng ta cũng đến với Truy Mệnh rồi. Tất tay Truy Mệnh cầm IA trận này thôi. Omis.
Yeah!
Thank you.